Nhà tôi thì là một nhà truyền thống Hà Nội cổ. Những cái món cuốn của tôi là đều là những các cái món có thâm niên từ lâu rồi. Từ lâu rồi mà chỗ khác không có. Vậy cho nên là những các cái đấy là những các cái mà chúng tôi đã gìn giữ nó. Một cái sự thành công của tôi ấy, thì tôi phải nói là một người phụ nữ Hà Nội gốc. Khi mà 9 tuổi thì tôi đã phải vào bếp cùng với bà ngoại. Thì khi bà ngoại nhặt rau thì như là một cái nói chuyện, hai bà cháu tâm sự, nói chuyện với nhau. Hôm nay là rời mát rời thì ăn rau gì? Hay hoặc là hôm nay thời tiết nóng như thế này thì phải mua loại rau gì để ăn cho nó phù hợp với mùa, với thời tiết. Xong đến năm 2001 tôi đi thi cái gà quay mật ong, đi thi hội chợ ẩm thực, tôi được giải nhất. Tôi là được giải nhất bởi vì thứ nhất là màu của tôi không phải phẩm, đó là màu của caramel tự nhiên. Thế cái thứ hai là về cái kỹ thuật quay của bà ngoại tôi ngày xưa thì nó ngon tuyệt vời. Thế cho nên là khi mà ông Anthony Bourdain sang Việt Nam năm 2001 đưa cái tin đó lên thế giới thì Đức, Canada, Thụy Sĩ, tất cả các nước người ta gọi điện về để ăn cái món đấy. Cái món cuốn thì nó đặc trưng ở các cái loại rau thơm mà chỉ có một vùng đất của Hà Nội trồng nó mới có cái mùi đấy. Tên nó là đất láng. Đấy, thì đến đấy thì cái thổ nhưỡng của cái đất đấy nó tạo nên cái vị rau đấy. Còn cái thổ nhưỡng của các cái đất vùng khác nó không tạo nên được. Riêng loại phở của chúng tôi á, chúng tôi không dùng một cái gì về phụ gia để tạo nên cái ngọt nó không được tự nhiên. Mà tôi chỉ có ninh bằng xương con bò, ninh bằng xương. Bằng xương ống. Chứ cần xương khác không có ngọt bằng. Cái thứ hai nữa là nó tạo nên một cái đặc trưng của mùi phở là hồi quế thảo quả. Còn nếu như thiếu những các cái đó thì nó cũng là phở nhưng nó không đạt đến cái đỉnh cao nghệ thuật của phở. Nhưng chúng ta phải đẩy cái món đó nó lên một cái tầm nghệ thuật thì khi chúng ta thưởng thức nó mới có sự đặc biệt.